đón Tết lớn lên đời TV Samsung mới. Samsung hân hạnh đồng hành cùng Highline Hoài Hạng Anh trên các cộng Sport. Marcus Rashford lọt vào. Marcus Rashford chưa thể dứt điểm. Ramos Royon, Royon vào. Bàn thắng mở tỷ số đến rất sớm tại Old Trafford. Nổ súng liên tục là những gì mà cổ động viên của Man United mong muốn nhìn thấy từ số 11 Højlund. Và ngày hôm nay anh tiếp tục làm điều đó. Bàn thắng dành cho Manchester United trên sân nhà Old Trafford. Một khoảnh khắc mà Højlund đã mơ thấy từ lâu rồi. Rasmus Højlund đã ghi bàn đầu tiên của mình tại Ngoại hạng Anh vào những ngày cuối tháng 12. Và bây giờ sang đến tháng 1 của năm mới thì Rasmus Højlund đã tiếp tục lập công. Một tình huống mà Manchester United đã phát động từ vị trí của Andre Onana. Có vẻ như không có lỗi việt vị của Marcus Rashford. Không hề có lỗi việt vị của Rashford. Højlund đã bất ngờ làm ngăn cản đi những bước chạy của Rashford. Nhưng hóa ra đó lại là một tình huống mà giúp cho anh có được cơ hội để có thể thực hiện cú đá bằng chân trái rất căng. Mặc dù bóng đi gần so với vị trí của Vicario, nhưng trái bóng đi quá hiểm hóc khiến cho thủ môn của Tottenham Hotspur không kịp trở tay. 1-0 dành cho đội chủ nhà. Cú dứt điểm tung nóc lưới của Rasmus Højlund lực rất căng ở một vị trí mà Vicario đã không thể cản phá. Cú đánh đầu vào. Đây đang là những ngày tươi đẹp nhất của Richarlison tại Tottenham Hotspur. Ghi bàn liên tục trong giai đoạn gần đây. Đội bóng nào có thể ngăn cản được Richarlison ở thời điểm này? Câu hỏi đó chưa có lời đáp khi mà lúc này số 9 của Tottenham Hotspur thêm một lần nữa dành một cái chào rất thân thiện cho những khán giả có mặt tại Old Trafford. Và lúc này một cú đánh đầu tuyệt vời, tình huống mà anh đã bật nhảy cực tốt trước những sự đeo bám của các cầu thủ áo đỏ. Wan-Bissaka là người đã không thể ngăn cản được số 9 của Tottenham Hotspur. 6 vòng đấu liên tục gần đây tại Ngoại hạng Anh và đây là bàn thắng thứ 6 của Richarlison. Cách anh ghi bàn cũng rất đa dạng, nó mang lại niềm vui cho huấn luyện viên Postecoglou. Tỷ số đã là 1-1 khi bóng lăn chưa đầy 20 phút. Evans, Højlund, Rashford đã liên tục xin bóng. Rashford, Højlund, Marcus Rashford vào. Rashford, Højlund, những người đang thi đấu rất gần nhau trong vòng cấm địa của Tottenham Hotspur. Cơn hạn hán của Rashford đã dừng lại. Và ngày hôm nay anh tiếp tục có được bàn thắng cho Manchester United. Những sự tỏa sáng của những cầu thủ trên hàng tấn công của Manchester United đang đến rất đúng lúc, đến vào đúng thời điểm đối đầu với một trong những câu lạc bộ là ứng viên cho top 4, đó là Tottenham Hotspur. Vài phút trước Man United đã tiến đến gần bàn thắng và ở tình huống này thì đó là một bàn thắng, một phần lập bập của hàng phòng ngự Tottenham Hotspur đã khiến cho họ phải trả giá với bàn thua này. Pedro Porro mặc dù đã ngăn cản những bước chạy của Rashford trước đó, nhưng trái bóng này nó vẫn tìm tới Rashford bởi một cái duyên. Cái duyên giữa Højlund và Rashford. Bàn đầu tiên của Marcus Rashford trên sân nhà Old Trafford tại Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay. Đón Tết lớn lên đời TV Samsung mới. Samsung hân hạnh đồng hành cùng Highline Ngoại hạng Anh trên các cộng Sport.